Chap 108, Cao Võ Xuyên không đến vạn năm sau. Ơi giời ngầu, chưa được mấy giây Lục Thánh quay lại thấy đối thủ chưa gì đã nằm xả lai trên mặt đất, tay chân răng rộng và hồn lạc đi đâu mất tiêu rồi ấy. Hắn ngắn ngầm không ngờ mới một chiêu mà đã ngất rồi hả? Mình có làm gì đâu ta? Đầy suy tư, Lục Thánh tự vấn bản thân mình lại, không thể nào như thế chứ nhỉ, chẳng lẽ mình mới ra tay quá nặng với người ta sao? Rõ ràng mới 100 triệu điểm sức mạnh chứ có bao nhiêu đâu mà, còn chưa có tác dụng đến thế. Nghĩ mãi chẳng ra, hắn thở hắt ra một hơi bảo thôi quên đi cho nhẹ đầu, dù sao cũng là do anh ta nhường mình thôi, tự làm tự chịu. Thua thì không thể đổ lỗi cho người khác nhỉ. Đám người của võ quán Hải Long thấy Lục Thánh chỉ một chiêu đã hạ gục được Vương Hâm nhao nhao cả lên trên khán đài, mặt ai nấy viết rõ ba chữ: không thể nào, cái này có ảo quá rồi không? Vương Hâm vốn muốn định giấu nghề để đối phó với song tử của bên cực đạo cơ mà, còn chưa vượt qua được Lục Thánh nữa đã thua rồi ư? Rõ ràng trong mắt hàng chục người của võ quán, chiêu thức Vương Hâm sử dụng là loại mạnh nhất. Thế nên ông anh bên võ quán Hải Long không thể nào hiểu nổi, biết là trong võ đạo núi cao sẽ có núi cao hơn, cũng không đến mức thua là lồng lộn lên không chấp nhận, trong thi đấu càng khó có thể đảm bảo mình là kẻ mạnh nhất. Nhưng cái khỉ gì thế này, ngay cả một quyền của Lục Thánh cũng không chặn lại được mà thua tức tưởi như thế. Rốt cuộc thì thực lực của Lục Thánh này mạnh đến mức nào chứ? Liếc về phía sau nhìn các đệ tử đều đang hoang mang mà hỏi. Còn điều cuối cùng mà cậu ta vừa nói là cái gì vậy? Đang châm biếm võ quán chúng ta sao? Cả đám người xôn xao, mỗi người thêm vào một câu đầy hoang mang mà chẳng biết lý do là gì. Lục Thánh thấy chẳng còn gì để lưu luyến nữa, hắn quay ra nhìn trọng tài còn đang ngơ ngẩn nhắc anh ta có thể công bố kết quả chưa. Bị hỏi đến, trọng tài giật nảy mình như học sinh ngủ gật bị cô giáo hỏi bài, vội vàng giơ tay lên công bố số 0135. Lục Thánh đã chiến thắng vào chung kết. Bề ngoài tỏ ra chuyên nghiệp là thế nhưng bên trong ảnh hoang mang lắm, mình đã quá sốc đến mức không thể ngăn cản cậu ta, cũng tại không thể ngờ đến tình huống này. Ai có mà ngờ Lục Thánh lại chỉ dùng một chiêu đã đánh ngất Vương Hâm như cách người ta đập một con ruồi chứ. Đơn giản và ngắn gọn đến mức khó hiểu, cái kiểu ác quỷ này làm sao lại xuất hiện trong trận đấu này nữa. Bên Hải Long võ quán hoang mang bao nhiêu thì dân chúng bên Trương Thất Đại vui sướng bấy nhiêu. Bọn họ vừa thấy Lục Thánh định bước xuống khán đài đã hò hét ỏm tỏi, thấy sáng mắt ra chưa, đó chính là ma vương của Trường Thất Đại bọn tôi, Lục Thánh đấy, ha ha ha. Hùa theo tiếng hô dõng dạc của ai đó vừa cất lên, sinh viên bên dưới giơ cao tay hào hứng cổ vũ. Ma vương, ma vương, mà Lục Thánh đâu có để ý bọn họ muốn gọi mình là gì cũng kệ. Hắn quay lại chỗ ngồi đặt vịch mông lên ghế, nhưng nhờ trận đấu ban nãy mà khí thế khác hẳn. Những kẻ có khả năng là đối thủ thì đổ mồ hôi đầy lo lắng khi nhìn vẻ rừng rưng của hắn. Trong khi mấy cô gái đằng sau liên tục thầm thì, nhìn kìa, ma vương của chúng ta đã trở lại rồi. Bởi Ed nói mê trai đầu thai mới hết, chỉ cần nhìn Lục Thánh đặt mông ngồi xuống thôi mà trái tim tình yêu đã bay ngập không khí xung quanh rồi. Mấy con nhỏ mù quáng này thầm thì với nhau, ma vương cũng ngồi xuống hít thở như người thường kìa, thật không thể tin được. Đúng vậy đó. Lục Thánh nhìn xung quanh chợt nhận ra, mọi người tung hô ma vương lại chính là mình, bắt đầu có vẻ hơi ngượng ngùng, gọi kiểu này cũng ấu trĩ quá rồi đấy, có phải trẻ con đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, sao chưa gì mới vào trường đã có biệt danh rồi, sớm quá. Chuyện Lục Thánh một chiêu đã hạ được đối thủ cũng trở thành chủ đề bàn tán rôm rả của hội đồng coi thi. Bọn họ có con mắt tinh tường hơn các thí sinh, nhìn phát biết ngay với khả năng khống chế lực đạo cực kỳ chuẩn xác cùng sức khỏe thể lực vô song, cậu ta thật sự có thể đánh chết Vương Hâm mà còn chưa dùng đến cương khí của mình ấy chứ. Quả không hổ danh là một trong ba người mạnh nhất, nhất định kẻ thắng lần này là Lục Thánh rồi. Một ông thầy trung tuổi khác cũng đồng tình nói thêm vào, ban đầu tôi còn cho rằng anh em song tử của võ quán cực đạo có cửa, bây giờ nghĩ lại rồi, đúng là nhất định phải là Lục Thánh. Người thứ ba chêm vào khiến nội dung bàn tán căng thẳng hơn, anh cũng không thể nói như vậy được. Bọn họ vốn dĩ cũng không phải thiên tài bình thường, đã 2 năm trôi qua chẳng ai rõ thực lực hiện tại của anh em song tử đã đạt đến trình độ nào rồi. Lão Hủ Thanh Hà không tham gia vào màn tám chuyện đằng sau, nhưng chỉ nói một câu đã khiến tất cả tắt đài hết sạch, chuyện này chẳng có gì phải bàn cãi cả, cứ dùng mắt nhìn là biết ngay thôi ấy mà. Bộ 38 chuyện tách nhau ra ngay lập tức cung kính thưa vâng với lão ta. Đừng trông Thanh Hà nhỏ nhỏ thế mà khinh thường, đôi mắt già dặn của ông Lim Dim đánh giá. Không hổ là Đàm Trung Ngọc hạt giống đã được võ thánh nhìn trúng, sự hiện diện của cậu ta quả nhiên là phá vỡ lẽ thường. Phía sau khán đài, hai thanh niên của võ quán Hải Long nghe tin Vương Hâm bại trận mà cười hô hố. Anh ta còn thậm chí không vận được hết sức nữa, chẳng trách lại đến nông nỗi này. Lúc nãy ta có để ý đến Vương Hâm đó một chút, chẳng ngờ lại là kiểu tấu hài như vậy. Tên bên cạnh thêm vào đầy phấn khích mà cũng chẳng sao cả, cứ để tên Lục Thánh của Thất Đại đó thắng đi, biểu hiện của cậu ta càng nổi bật thì khi chúng ta thắng lại càng nổi trội hơn. Cậu tóc cam nổi gân trán đưa tay bóp nát chai nước trên tay, nghĩ đến cảnh người người tung hô sau khi mình hạ được ma vương Lục Thánh của Thất Đại mà khoái trá. Đây có phải là một biểu hiện của lớp Xenon không nhỉ, gái sớm ăn gì đây? Không giống như đa số người trầm trổ và tự mãn sau chiến thắng của Lục Thánh, con bé tóc xanh nấp kỹ và luôn quan sát hắn từ đầu với ánh nhìn sợ sệt. Đúng là chỉ có một mình thấy được rồi, bóng tối xung quanh người tên Lục Thánh đó càng lúc càng tỏa ra không gian đậm đặc hơn, áp lên người cô ta một nỗi sợ hãi khó nói thành lời. Đêm đó, sau một ngày dài thi đấu trên núi Tích Vân, hầu hết mọi người đều trở về khách sạn nghỉ ngơi. Lục Thánh nằm trên giường trong phòng mình chán nản ngẫm nghĩ. Cuộc thi hôm nay kết thúc sớm quá, mình còn chưa kịp khởi động chân tay nữa đã xong rồi, mai lại đến thi chung kết. Nói là than vãn vậy thôi nhưng Lục Thánh thật sự mong chờ đến trận đấu ngày mai.
Hắn nhíu mày vẻ nguy hiểm, thông tin đọc được từ không gian hỏa chủng vẫn còn in đậm trong tâm trí. Lục Thánh sự mong chờ ngày mai mau đến, muốn biết được cảm giác giết một đại tông sư sẽ như thế nào nhỉ? Đột nhiên điện thoại reo lên có tin nhắn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Thánh. Hắn quay đầu lại nhìn thứ ánh sáng xanh hắt ra tự hỏi là ai mà nhắn muộn vậy nhỉ? Là em gái Khinh Hòa không kiềm được phấn khích nhắn tin, anh lại lên TV rồi kìa. Con nhỏ sung sướng nhắn thêm một tin nữa, hãy cố gắng trở lại vị trí số 1 cả nước anh nhé. Hắn cầm ngay điện thoại lên vừa nhắn lách tách với con bé vừa nghĩ. Đúng rồi, mọi cuộc thi đấu võ thuật đều sẽ được truyền hình trực tiếp lên đài truyền hình, tương tự như giải vô địch thế giới và thế vận hội mùa đông kiếp trước mình đã từng biết vậy. Chuyện quan trọng cần phải nhắc đây, Lục Thánh bảo Khinh Hòa nhân tiện nhớ đừng để bố mẹ mở TV xem trận thi đấu vào ngày mai, nếu em hy vọng cha mẹ sẽ ổn áp khỏe mạnh. Đương nhiên là Khinh Hòa chẳng hiểu vì sao cả, con bé nhắn lại tại sao phải như thế làm Lục Thánh suy sụp ngang. Ừ nhỉ, đó là trận chung kết giải đấu lớn sao cha mẹ không xem để cổ vũ con mình được, biết lấy lý do gì đây, đâu thể nói vì ngày mai anh có dự định đánh chết người ta chứ. Lục Thánh đã gõ câu đó lên điện thoại rồi, hắn chần chừ một chút rồi nhấn gửi đi thật. Ngắn gọn bảo, là vì ngày mai anh không muốn cha mẹ nhìn thấy anh giết người. Lục Thánh thở hắt ra một hơi, chắc con nhỏ kinh hãi lắm đây. Thế là hắn lại nhắn thêm một câu nữa nghe đỡ sợ hơn. Anh đùa đấy, chẳng qua ngày mai là chung kết, anh không muốn cha mẹ thấy cảnh máu đổ thôi. Hắn chậm rãi nhắn tin vậy mà con nhỏ Khinh Hòa đốc chát nhanh lắm. Anh làm em giật mình đấy ông anh trai già. Sau này đừng có đùa như vậy nữa, em cứ nghĩ anh sẽ trở thành tên sát nhân đấy. Nó nhắn thêm một cái tin khác. Hiểu rồi em biết rồi, em sẽ cố gắng hết sức ngăn cha mẹ không xem, nhưng đằng nào họ cũng xem lại thôi, anh đừng có mà bảo em không nhắc nhé. Khinh Hòa còn gửi kèm một cái mặt cười thích thú không ăn nhập gì với khuôn mặt đang cười đầy mưu tính của Lục Thánh, trông hắn như một con quỷ dưới địa ngục đang hô hô vậy. Mình không thể ngăn cản buổi phát sóng ngày mai, cũng không thể ngăn cản người khác muốn xem được. Cứ đợi đến ngày mai xem rồi sẽ biết. Đột nhiên điện thoại nhảy liên tiếp ra 5 tin nhắn mới toanh. Đầu tiên là Lưu Khải Minh chỉ có 4 chữ, anh bạn à, tuyệt vời lắm. Không nhắn nhiều cũng đủ biết tình anh em mãi keo rồi. Kế đó là tin nhắn dài thòng của Trịnh Đan Đan chẳng ăn nhập gì. Em thừa biết anh sẽ không trả lời cũng không có cơ hội nhìn thấy anh, nhưng em rất hài lòng. Chỉ cần ở dưới bầu trời đầy sao và nghe tin tức về anh thôi là em vui rồi. Con nhỏ còn gửi thêm một bông hoa hồng nữa, văn vẻ xế xúa thế này nào phải phong cách của Lục Thánh. Tin nhắn của Tần Thiếu Quân lại đúng phong cách của anh ta. Có vẻ đã nghe tin rồi chỉ, bình luận tuyệt lắm, tôi biết cậu có thể làm được mà, nhớ quay lại nhé, ở đây có người nhớ nhung cậu lắm nhé, lại còn mở ngoặc cười xấu xa nữa chứ. Cái đầu toàn võ là võ của Lục Thánh, làm sao biết Tần Thiếu Quân nhắc đến ai chứ. Hắn vừa định đặt điện thoại xuống đã thấy có tin nhắn mới vang lên. Có trùng hợp quá không vậy, lại là người anh ta vừa nhắc đến luôn. Đồng Tinh Tuyết chứ còn ai vào đây nữa, vẫn là phong cách lạnh lùng dứt khoát. Cô chỉ nhắn có mấy chữ Lục Thánh cố lên, đã khiến lông tóc của hắn cứ thế dựng ngược lên cả. Ba chữ Đồng Tinh Tuyết vừa vang lên, mấy bức ảnh cưới của bản thân và cô ấy đã thấy trong kho thông tin của hỏa trùng liền dội lên tâm trí Lục Thánh. Trong cái vẻ hạnh phúc ngập tràn bên cạnh Đồng Tinh Tuyết, tự dưng hắn thấy trái tim của mình đập đầy rộn ràng. Có lẽ là một tia lãng mạn nào đó tràn vào sao. Nhìn ra mặt trăng tròn vành vạnh chiếu sáng căn phòng, Lục Thánh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khác ngày thường. Đêm nay trời đẹp quá, hay mình ra ngoài đi dạo một chút nhỉ? Có lẽ lâu rồi không có thời gian dạo chơi nên Lục Thánh mới cảm thấy thiên nhiên tươi đẹp, với con nhỏ tóc xanh của Hải Long thì khác. Co ro đưa hai bàn tay lên suýt xoa, trời bây giờ còn âm 20 độ nên lạnh lẽo, lại đang trên cao nơi gần đỉnh núi có tuyết bay lất phất nữa. Có điều mặt trăng nhìn từ đây có cảm giác to lớn và tinh khiết hơn hẳn, còn có cảm giác nhìn thấy dải ngân hà nên con nhỏ mới ra ngoài này ngắm cảnh. Mấy dãy núi xa xa trông lạnh lẽo nhưng dễ chịu, dễ gì mà được tận hưởng cảm giác này khi ở dưới thành phố, nơi luôn bận rộn luyện tập ở võ quán cơ chứ. Đang chiêu mình ên, chợt cô gái nghe có tiếng bước chân ai chạm đất liền quay phát đầu lại nhìn. Mặt người còn chưa thấy khí thế của Lục Thánh đã khiến cô ta nhận ra đó là ai ngay. Thân thể cứ thế đông cứng như tượng đá ngay rồi ba chân bốn cẳng chạy như bị ai đuổi vậy. Lục Thánh nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé đó đang chạy vụt đi, trong cái kiểu lúng cuống đó, hắn chẳng biết nói sao cho phải cả. Chẳng lẽ trông mình đáng sợ đến thế à? Tự dưng lên đây xong Lục Thánh lại thấy hoang mang dễ sợ, chưa bao giờ hắn không biết câu trả lời của một vấn đề như thế. Rõ ràng là thông tin cá nhân trên cột vợ chồng trong tương lai càng ngày càng xuất hiện nhiều cái tên. Nhưng cảm giác thật sự sẽ như thế nào nhỉ? Sao mình luôn cứ có cảm giác duyên phận với người khác, giới của mình cứ như ở dưới đáy xã hội ấy? Ngoài Đồng Tinh Tuyết ra thật sự Lục Thánh chưa cảm thấy rung động với bất kỳ cô gái nào. Mà con nhỏ của võ quán Hải Long chạy một mạch nấp sau một tảng đá nhỏ nhìn ra Lục Thánh đang ngước đầu nhìn trong một mình. Không phải bị vẻ đẹp trai của hắn ấn tượng như bao cô gái khác, lần này vẫn là luồng khí tối đen vây quanh Lục Thánh làm cô ta tự hỏi trong lòng. Hình như mình vừa thấy nó dày hơn nữa phải không? Sương mù đen quẩn quanh anh ta có thể dày đến mức che đi cả ánh sáng của nhật nguyệt cùng những vì sao. Nó vô tình bốc lên thôi cũng khiến cảnh trăng thanh gió lạnh trở nên nhuốm mùi chết chóc. Đột nhiên nhìn hắn hiên ngang đứng ở đây, cô tự hỏi Lục Thánh rốt cuộc là loại quái vật gì. Đã kết thúc tập 108 của bộ truyện tranh Cao Võ Xuyên Không Đến Vạn Năm Sau rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa.
Và các đạo hữu sư huynh sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.